Kính thưa quý khán giả, nhà trên kênh Rạch, chính sách đền bù mới vẫn chưa đủ. Đây chính là tiêu điểm sẽ được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia hôm nay. Qua góc nhìn của chuyên gia đô thị học, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa. Cũng bàn về góc nhìn nhà ở, bản tin hôm nay còn có phân tích về chính sách đột phá nhà ở xã hội cho thuê, đầu xuôi đuôi khó lọt. Bây giờ mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời toàn bộ khoảng 22.000 căn nhà ven và trên kênh rạch để chỉnh trang đô thị. Trước mắt, giai đoạn 2021-2025 sẽ di dời 6.500 căn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hoàn tất công tác bồi thường di dời được gần 700 trên 6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch, đạt hơn 10%. So với mục tiêu đề ra, kết quả trên quá khiêm tốn, trong khi thời gian thực hiện còn chưa đầy 2 năm. Thành phố Hồ Chí Minh rất muốn giải quyết nhanh và dứt điểm nhà ven và trên kênh rạch, nhưng hiện còn quá nhiều nút thắt, rào cản, khiến cho chương trình có ý nghĩa này không có nhiều tiến triển. Thực ra, từ năm 1975 đến nay, duy nhất chỉ có dự án kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè là giải quyết dứt điểm 9 km chiều dài liền mạch từ đầu đến cuối kênh. Các dự án sau đó chỉ giải quyết được từng đoạn, như dự án kênh Tân Hóa Lò Gốm được 4,5 km, kênh Hàng Bàng 600 m và một vài đoạn ở các quận huyện. Gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm khơi thông các tuyến kênh như Tham Lương Bến Cát, Rạch Nước Lên, Rạch Xuyên Tâm, Rạch Văn Thánh, nhưng xem ra rất khó hoàn thành theo kế hoạch. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là công tác giải tỏa di dời nhà trên kênh rạch. Hầu như dự án nào cũng bị chặn lại hoặc không triển khai được do vướng đền bù, giải tỏa. Ngay như dự án kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên được coi là thuận lợi nhất so với các dự án khác, cũng có nguy cơ bị chậm tiến độ vì vướng một số hộ dân chưa chịu di dời. Thậm chí dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 không thể triển khai được do có 163 hộ dân dọc kênh không chịu nhận bồi thường hoặc nhận bồi thường nhưng không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cụ thể, còn 163 hộ dân dọc đường Phan Văn Khỏe có mặt bằng đang kinh doanh, cho thuê, không đồng ý di dời. 85 hộ thậm chí không chịu nhận tiền đền bù, 78 hộ đã nhận tiền nhưng không đồng ý giao mặt bằng. Vấn đề chính là người dân cho rằng tiền đền bù quá thấp, không thể đủ tạo dựng nơi ở mới được. Theo quy định của luật đất đai cũ và quyết định 28 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trên ven kênh rạch là nhà lấn chiếm, tùy theo thời điểm sử dụng sẽ có mức hỗ trợ nhất định. Trường hợp ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được hỗ trợ 40% đơn giá đất ở. Sau thời điểm này đến 1 tháng 7 năm 2004, tỷ lệ hạ xuống còn 30%. Từ mốc 1 tháng 7 năm 2004 trở về sau không được hỗ trợ. Nếu người dân xây dựng lấn chiếm trên kênh tiêu thoát nước, mức hỗ trợ còn thấp hơn. Người dân chỉ nhận được đủ mức hỗ trợ nếu bị giải tỏa trắng, trường hợp bị di dời một phần chỉ được nhận một nửa. Chính sách này không nhận được sự đồng thuận của người dân, cho nên tình trạng cứ lùng nhùng mãi, không có lối ra. Vận dụng luật đất đai năm 2024 và nghị quyết 98, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và đề xuất một loạt các chính sách mới như tăng mức hỗ trợ, điều chỉnh giá đền bù để đẩy nhanh giải tỏa giúp cải tạo, chỉnh trang kênh rạch. Mới đây, Sở Tài nguyên Môi trường còn đề nghị đất trên và ven kênh rạch sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được hỗ trợ chung một mức giá 70%, bồi thường đất ở được áp dụng thống nhất, không phân biệt bị thu hồi một phần hay toàn bộ trên kênh tiêu thoát nước. So với mức đền bù cũ thì mức này cao hơn hẳn. Ví dụ ông A có nhà đất ở cả trên bờ và dưới kênh là 30m² ở bờ bắc kênh đôi. Theo đơn giá đền bù cũ, mỗi mét vuông đất ở 30 triệu đồng, thì gia đình ông A có 10m² trên bờ sẽ nhận được hơn 300 triệu đồng. Với số tiền này họ không thể mua được căn hộ tái định cư. Trường hợp cho trả góp, số tiền hàng tháng sau này sẽ rất cao. Tuy nhiên khi áp dụng mức hỗ trợ mới, gia đình này sẽ nhận được 630 triệu đồng. Với số tiền này, gia đình ông A có thể mua được căn hộ 30m² hoặc đủ tiền thuê một căn hộ nhỏ với giá 3 triệu đồng một tháng trong chung cư nhà ở xã hội. Đề xuất này được coi là một bước tiến mới, nhưng chưa đủ làm thay đổi được bức tranh nhà ở trên kênh rạch. Bởi tất cả những hộ gia đình làm nhà ở trên kênh đều là diện lấn chiếm tự phát, tạm gọi là bất hợp pháp. Điều đó có nghĩa là họ không có giấy tờ chủ quyền nhà, thậm chí rất nhiều trong số họ còn không có giấy tờ cư trú hợp lệ. Theo quyết định 28 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp này sẽ không đủ điều kiện bố trí tái định cư hoặc hưởng chính sách nhà ở xã hội.
Hiển nhiên là họ không có tiền đền bù cho đất ở, mà chỉ là tiền hỗ trợ di dời và đền bù công trình trên mặt nước. Nhưng nhà của họ không có giá trị gì về mặt thương mại. Trước đây người ta gọi là nhà ổ chuột. Trở lại với dự án kênh Nhiêu Lộc thì nghe trước đây, vì sao làm được khi phải giải tỏa trắng 7.000 hộ dân? Năm 1993, thành phố Hồ Chí Minh khởi động dự án này. Trong đó, đa phần là từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới, VKB, và các định chế quốc tế khi cho vay ưu đãi kèm theo các ràng buộc rất khắt khe. Nếu không đáp ứng, sẽ từ chối hoặc ngừng tài trợ cho vay. Một trong số các điều khoản là phải tái định cư, ổn định cuộc sống cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi dự án. Do vậy, thời điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh tay cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Còn hiện nay, Việt Nam ra khỏi nhóm nghèo vào nhóm thu nhập trung bình, nên các khoản vay ưu đãi sẽ không còn. Và chính sách hỗ trợ như đã từng thực hiện với dự án kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cũng phải dừng lại. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 3 dạng nhà trong diện giải tỏa. Thứ nhất là nhà nằm hoàn toàn trên đất sát kênh. Loại nhà này không làm tắc nghẽn dòng chảy của nước, nhưng phải giải tỏa vì nằm trong biên mở rộng của dự án. Thứ hai là nhà nửa đất, nửa nước, tức là có một phần trên bờ, một phần dưới kênh, thường là 40% trên đất, 60% dưới mặt nước. Thứ ba là nhóm ở hoàn toàn trên mặt kênh. Chính vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh muốn dọn sạch nhà ở trên kênh rạch buộc phải tập trung cho nhóm thứ ba. Thực tế cho thấy nhóm này thường nấn ná không muốn di dời cho dù chính quyền đốc thúc, động viên hay hỗ trợ, bởi họ thấy ở trên kênh dù nhếch nhác nhưng lại có chỗ sống qua ngày. Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở trên kênh rạch. Kính thưa quý khán giả, mới đây, ông Nguyễn Xuân Hùng, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động thông báo, đơn vị này sẽ đứng ra xây nhà ở cho công nhân thuê. Bởi theo luật nhà ở, vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, Tổng Liên đoàn Lao động được tham gia vào việc xây dựng nhà ở như một chủ thể có tư cách pháp nhân. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ định hướng xây dựng nhà ở xã hội không bán, mà chủ yếu chỉ tập trung vào phân khúc cho công nhân theo hình thức cho thuê. Đây được coi như một giải pháp cộng hưởng với 1 triệu căn nhà ở xã hội của chính phủ nhằm giải quyết cơn khát nhà ở cho người lao động, bởi nhu cầu về nơi ở của người lao động là vô cùng lớn. Hiện cả nước có hơn 500 khu công nghiệp với hàng triệu công nhân, tập trung nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội và các tỉnh giáp Hà Nội như Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch mà Tổng Liên đoàn Lao động phát thảo, đến năm 2025 sẽ xây dựng khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội. Từ năm 2026 đến năm 2030 là 10.000 đến 15.000 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ xây các căn hộ khép kín có diện tích 30m², 45m² và 60m² với các hạng mục cơ bản, đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu của công nhân người lao động. Giá cho thuê có 3 mức, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và 3 triệu đồng một căn. Có thể nói đây thực sự là một tin vui nức lòng hàng triệu công nhân, bởi với mức lương 7 đến 8 triệu đồng một tháng, nếu tăng ca là 10 triệu đồng, thì người công nhân rất khó với tới những căn nhà ở xã hội. Dù có được hỗ trợ thì giá một căn hộ nhỏ nhất 30m² ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng phải gần 1 tỷ đồng. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, lao động có xu hướng chuyển dịch liên tục, thì mô hình cho thuê mang lại hiệu quả hơn so với bán bằng hình thức trả góp. Tuy nhiên, ở đây có 3 vấn đề cần đặt ra mà Tổng Liên đoàn Lao động cần tính trước. Thứ nhất là việc quản lý các căn hộ này như thế nào? Đừng để nó trở thành nhà ổ chuột hay chợ bán hàng rong trên cao. Quản lý căn hộ cho thuê với hàng ngàn công nhân hoàn toàn khác biệt so với các chung cư bình thường. Loại căn hộ này không thể thuê các đơn vị quản lý chung cư chuyên nghiệp vì phí quản lý rất cao. Mức phí này hoàn toàn vượt khả năng chi trả của người thuê nhà ở xã hội. Một trong số các vướng mắc có khả năng phát sinh là khi chung cư cần sửa chữa do hư hỏng như thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện, nước, lún nền, sơn lại khi cũ thì lấy tiền ở đâu? Bởi nhà ở xã hội cho thuê không có nguồn 2% do họ là người thuê chứ không phải mua đất. Do vậy, các liên đoàn lao động cơ sở phải tìm được nguồn kinh phí bổ sung để duy trì mọi hoạt động thường xuyên của nhà ở xã hội trong trạng thái bình thường. Ngoài ra, liên đoàn lao động các cấp cần phải tính đến khai thác hiệu quả những dịch vụ đi kèm để đảm bảo lấy thu đủ chi như cho thuê mặt bằng tầng trệt hoặc tổ chức kinh doanh bãi và hầm gửi xe, kinh doanh các dịch vụ khác như nhà trẻ, siêu thị, quán cà phê, nhà hàng, phòng tập gym. Nói tóm lại, thách thức rất lớn cho Tổng Liên đoàn Lao động là công tác quản lý. Thứ hai là quỹ đất xây dựng. Các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sẵn sàng hợp tác cấp hay cho thuê đất. Nhưng các khu đất lớn có thể làm nhà ở cho công nhân lại ở khá xa
và thiếu các dịch vụ tiện ích như trường học, nhà trẻ, y tế, siêu thị, cũng như là không gian sinh hoạt văn hóa như công viên, sân thể thao, nhà văn hóa. Thực tế là ở khu vực 14 quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh không thể tìm ra được mảnh đất rộng vài hecta để làm nhà ở xã hội, mà chỉ có thể là ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ hay thành phố Thủ Đức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.